Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người xem bóng đá nhớ quay lại nghe chuyện nha các bạn. Ngày hôm qua ít không ai nghe chuyện, nhưng ít xịt người nghe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện khá là ly kỳ và hấp dẫn. Thì cũng nằm trong những cái mẫu chuyện mà ông hai Cát đã gửi về. Nhưng mà phần này á là câu chuyện mà ông Chính, tức là ông Cầu Chính á, mà bảo gọi ông Chính á, đã kể lại khi mà ông đi gặp những cái ông thầy bùa. Và hôm nay câu chuyện của chúng ta kể về một cái ông thầy ngải. Khi mà ông Chính, ông còn lúc đó ông chưa có vợ nữa, ông còn trẻ đó. Và chúng ta cũng sẽ qua cái câu chuyện này biết được sao mà ông Chính ông biết được một mớ tâm linh. Thì ông mới đi với lại một cái ông kia. Cái ông kia thì thôi bảo gọi là ông Cồ đi. Đó. Thì ông Cồ là cái kiểu giống như là người trong xóm thôi. Nhưng mà thương ông Chính cho nên là mỗi ông có một cái chiếc ghe. Đó. Thì ông đi đâu á, ông hay là kêu ông Chính đi theo. Để mà buôn bán trên sông nước vậy mà. Thì cái lần đó ông Chính ông đi theo. Mà cái lần này thì nghe cái ông Cồ cũng nói á, là mày đi với tao đợt này là phải lâu lâu mới về nha. Ít nhất cũng phải tháng mấy hai tháng á. Tại vì đi tới chỗ đó rồi mua đồ chỗ đó, xong rồi chạy ra cách đó chừng vài cái số à, để mà buôn bán này nọ, xong rồi đảo lại đó ở đó nữa. Đó thì như cái lời của ông Cồ nói, ông Chính ông chấp nhận và đi theo ông Cồ. Đi đến một cái địa điểm đó thì kiểu như người ta mằng vườn nhiều, ít có mằng ruộng, người ta mằng vườn theo kiểu là cây ăn trái này nọ đó các bạn. Và ở đây á, thì người ta ở cũng không có đông, cũng hơi vắng. Mà đi những cái địa điểm xa, ông Cồ ông hồi cái thời điểm đó các bạn, nó cũng khó khăn đủ thứ hết trơn á. Tại vì đời đó cũng còn loạn mà. Rồi thêm một cái nữa là ma quỷ nó nhiều, thầy pháp, thầy bùa là cũng tràn gian đại hải nhiều lắm. Cái đi đến chỗ nào cũng vậy, lúc nào ông Cồ cũng để ý xem coi là ở trong đây là có ông thầy bùa nào hay hoặc là một cái ông thầy gì đó để mà dè chừng, thậm chí còn tới làm quen, tặng cho ông một ít đồ, ví dụ như trái cây hay là những cái đồ ở đặc sản ở trong cái quê của ông Cồ với là ông Chính á, thì đem ra nó tặng cho ông để lấy lòng. Cái lúc đó ông Chính mới tới, kiểu mà tuổi cũng còn trẻ cho nên là cũng tò mò những cái vấn đề đó lắm. Thì lúc đó ông biết được một cái ông thầy ngải ở trong cái xóm này. Và có khá là nhiều câu chuyện kể về cái ông thầy ngải này. Ông thầy ngải ông ở một mình. Ông không có ở chung, không có vợ con gì cả. Lúc đó thì ông thầy ngải đó khoảng chừng là 46, 47 tuổi à. Mà ông ghê lắm nha. Nói về ngải của ông là kể như là trong xóm người ta sợ. Đó. Thì như đã giới thiệu, mỗi khi mà đi tới mà cái chỗ nào, cái ông thầy nào mà ông giỏi đó, thì ông Cồ ông sẽ đi tới để mà ông làm quen, cũng như là ông tặng một ít đồ. Giống như là cái kiểu cái hình thức là tôi tới đây tôi mằng ăn này nọ, tới làm quen với ông, tỏ cái thái độ biết điều ra với ông, để cho ông đừng có buồn ngại này nọ phá tôi hay là có một cái ý định nào đó. Đó, thì cái cách của ông Cồ nào giờ ông đi tới đâu ông không hay vậy. Thì ông mới dắt ông Chính lên để mà hỏi nhà của cái ông thầy ngải. Thì cái lúc mà ông hỏi nhà thì người ta đâu có biết. Phải như người ta biết ông chạy ghe tới để mà mua này nọ thì người ta biết. Còn này á là ông đậu ghe thì đậu chỗ vắng, xong rồi ông mới đi lên trên bờ, ông đi bộ trên đường. Thành ra là ông hỏi thì người ta mới tưởng là ông là một cái người nào đó ở chỗ khác đi đến đây để nhờ cái việc giúp bùa giúp ngải gì đó. Thì người ta cũng chỉ đó, thì người ta chỉ bình thường chứ người ta không có ác ý nha các bạn. Đó, chỉ bình thường. Chỉ cái ông Cồ với ông Chính mới tìm tới cái chỗ đó. Đó, thì khi mà dòm vô cái nhà ổng á, nhà ổng thì nằm sâu ở trong đường, tại vì nuôi ngải, nuôi bùa, nuôi ma kiểu đó mà đâu có ở ngoài chỗ nhiều người được. Nội đi vô cái đường thôi là ông Chính thấy lạnh rồi. Ổng mới khều. Ổng mới nói bác bà sao mà đi vô trong đây ghê quá. Trời ơi, có gì đâu mày ơi. Chỗ của thầy bùa, thầy ngải người ta hay vậy đó. Tại mày cũng ít đi cho nên là mày không biết. Nè, nhớ nha.
đi theo bác thì đi vô trong á, bác nói chuyện thì con cứ chào hỏi vậy thôi, chứ cái gì không biết đừng có tò mò, đừng có dòm ngó nghiêng ngó qua ngó lại làm gì nha. Đó thì hai người mới bắt đầu đi vô, thì xui một cái là cái hôm đó cái ông thầy ngải ông không có ở nhà đi, ông không có trong nhà, đứng ở ngoài kêu, mà nhà đóng cửa đứng ngoài kêu kêu hoài á, thì sợ nhầm khi ông ở sau bếp. Thành ra là ông Chính á, ông mới nói với lại ông Cồ á, bác ba ơi, cái cửa thấy không có khóa kìa, thôi mình bước vô rồi mình coi coi, nhầm khi cái cửa chính ông đóng mà cái cửa ở phía sau ông còn để đó. Thì hai người mới bước vô mới đứng ngoài cửa chính, chưa dám đi ra cửa sau. Đứng ngoài cửa chính thì hai người cảm giác lạnh lắm nha. Con cái thì ông Cồ cũng nói là cởi đó, nhà của thầy bùa thầy pháp hay vậy đó. Đó thì ông mới bước vô cái cánh cửa, bên ngoài dòm vào thì thấy cánh cửa này đóng, chứ thật ra khi bước vào bên trong á, đẩy nhẹ cái cửa nó mở toang ra, có nghĩa là ông không hề đóng cửa. Thì cánh cửa giống như thể là nó tự động, nó giống như là nó có cái khớp gì đó, rồi nó vô tình nó úp lại thôi, chứ ông không có đóng. Ông thầy ngãi này nhà cửa ông để mở toang, đố ai dám bước vô. Chắc chắn một điều luôn, đố ai dám bước vô cái nhà của ông. Cái ông Cậu Chính thì ông không dám bước vô, ông dòm thấy cái nhà rồi ông không dám bước vô, ông đứng ngoài ông kêu. Ông nói thầy ơi, thầy có nhà không thầy ơi? Kêu 2-3 tiếng vậy mà không có nghe tiếng trả lời. Đó, tới phiên ông Chính kêu á, ông Chính ông nói vậy nè. Thầy ơi, có nhà không thầy ơi? Thì cái kiểu giống như thấy là ông Cậu ông kêu nãy giờ mà không lên tiếng. Ông Chính định kêu một tiếng nữa không lên tiếng, thôi ông vũ ông Chính về. Ông vũ ông Cậu về. Cái ông kêu lên vậy, cái trong nhà nó phát ra tiếng trả lời. Không có, đi đi. Nó không có, đi đi. Mà các bạn thấy, tự nhiên nhà cửa mình không có người mà có tiếng trả lời là sao? Đó, thì bản thân của ông Chính á, ông mới cười cười. Ông nói là, trời ơi, không có nhà mà trả lời là sao? Thì ông Cồ, ông bịt miệng lại, ông nói thôi mày, đi về. Ủa, sao về bác ba? Có người rõ ràng trong mà. Đi về. Đó, ông Cồ cũng có kinh nghiệm, ông mới nắm tay ông lôi ra. Ông lôi ra mà ông không dám đi về chiếc ghe. Kinh nghiệm của ông Cồ là dữ dằn lắm nha các bạn. Tại vì ông biết nhiều ông thầy đó, ông đi tới chỗ nào ông cũng tới ông thầy đó, ông làm quen, thành ra là người ta thấy ông mà ông biết điều thì tôi biết chuyện, cũng nói cho ông nghe những cái vấn đề về tâm linh, những cái việc cần thiết khi mà đi đến những cái nhà của ông thầy này thầy nọ. Ông Cồ ông nhớ rồi, ông có kinh nghiệm nữa, ông mới nắm ông lôi ra mà ông không có đi về cái ghe. Ông cà quàng ở ngoài trước hoài, giống như là từ cái nhà của cái ông thầy bùa này ra tới ngoài cái đầu đường lộ đó thì cách khoảng chừng là 300-400 thước. Ông mới đứng đầu cái đường lộ đó, ông đón cái ông thầy về, chứ ông không có chịu đi về. Đó thì ông Chính ông thắc mắc, ông nói bác ba đi về đi chứ sao mà đứng đây làm gì, rồi mình về đi, rồi có gì trưa hay chiều gì đó mình đảo lại. Mà con thắc mắc hoài sao mà trong đó có tiếng trả lời mà bác ba cứ kêu con đi ra. Người nào trả lời mày? Nè, tao nói cho biết nha, ở trong đó tao không dám nói, nhưng mà ra đây tao nói cho nghe nè. Trước khi mà tao tới cái nhà ông thầy này, tao cũng hỏi bà con rồi, một hai người người ta cũng kể cho tao nghe rồi, nhà đó là nhà của cái ông thầy nuôi ngải đó. Thì mấy con ngải quỷ, con ngải ma nó trả lời đó, nhà ông mở cửa đố ai dám vô, chứ không phải là ông trả lời đâu. Đó, cái ông Chính ông nghe vậy cũng rùng mình, tại vì cái thời điểm đó ông như là một cái người mà thanh niên mới lớn mà ông đâu biết cái gì đâu. Cái ông không biết thì ông tò mò ông hỏi hoài. Ông Cổ ông la, ông nói mày đừng có hỏi nhiều, mày chỉ biết được á là hồi nãy á là dông ngải hay là quỷ ngải gì của ông đó, ông trả lời mình đó, chứ không có cái ông nào trong nhà đâu. Mày mà mày dại dột mày bước vô một cái, nhớ kỹ lời tao dặn nha, sau này có đi đâu mà ăn hay này nọ một mình á cũng phải nhớ cái điều này, không có được bước vô nha, cửa mở gì chứ mày bước vô là mày có chuyện đó. Cái mới đứng đó đợi đâu một hồi lâu đi, cái ông Chính nó thôi về, bác ba ơi đứng này đợi làm gì, mày im không nghe lời tao, mày về á, ông thầy ngãi ông chưa gặp được ông thầy ngãi, mày về là mấy cái vong nó theo mày đi về tới cái ghe đó, để nó về nó báo cho ông biết đó, dòng khi nó còn giữ mày lại, mày gặp mấy cái hiện tượng tâm linh ghê rợn lúc đó mày có chuyện nữa, nghe lời tao đứng đây đó. Thì lúc này ông Chính ông mới phát hiện ra là
Ông Cồ sở dĩ không dám về ghe là vì chưa gặp được cái ông thầy bùa. Mà mình đã lỡ mình vô nhà mình đẩy cửa rồi. Bây giờ nếu như mà đi về cái ghe của mình thì chắc chắn một điều cái vong hồn đó nó sẽ bám theo. Để nó về nó báo lại cho chủ nó. Kinh nghiệm. Cho nên là ông Cồ, ông biết cái điều đó. Cái mới ngồi chờ tới trời chặn dạng sập tối á, ông Cồ cũng lo lắng lắm. Lúc đó hai bác cháu cũng đói. Thành ra mới đi lại một cái chỗ, kiếm cái chỗ giống như là người ta bán cháo, bán này bán nọ để ngồi ăn đó. Mà cái chỗ đó thì cách cái chỗ cái đường lộ đi vô nhà của ông thầy bùa này là độ khoảng chừng là 70-80 thước. Thì mới đi lần đó ngồi, hai bác cháu mới vô ngồi ăn. Ngồi ăn như vậy là từ 6 giờ, giống như 6 giờ rưỡi tới 7 giờ đi. Ăn sắp xong rồi, chuẩn bị đứng dậy rồi. Thì có một cái ông độ khoảng 47-48 tuổi, ông đi lại, ông ngoắt qua mà ông cười cười. Ông thầy ngãi đó các bạn. Ông về tới nhà, ông về nhà là vong nó báo cho ông biết liền, mấy con ma ngãi nó báo cho ông biết liền. Rồi nó chỉ chỗ cho ông là đang ngồi đó đó đó, vậy đó, là ông đi ra. Ông ấy ngoắt ngoắt ông hỏi là ăn uống xong chưa? Ăn xong rồi qua đây nè, kiếm tôi làm gì, có chuyện gì không? Thì ông thầy ngãi ông cũng dư sức biết là hai ông này không có ý đồ xấu gì với mình hết trơn. Mà cái nghề của ổng là cái nghề nếu mà có khách hàng từ phương xa tới á, thì ổng sẽ tiếp. Đó, cái ông Cồ ổng lúc đó cũng hơi thắc mắc nha. Nhưng mà một xíu sau ổng lấy lại cái bình tĩnh. Và ổng đoán được. Cái ông đi qua ông hỏi dạ chứ phải thầy là thầy ngãi ở đây không? Ừ, kiếm tôi làm gì? Đó, thì chỉ cần một câu nói đó thôi là chúng ta đã biết được cái ông thầy ngãi này ông cỡ nào rồi. Ông mới về tới nhà mà ông biết được mình đi kiếm ổng rồi, mình ở chỗ nào chủ động là kiếm mình luôn. Đó, cái đi qua cái ông Cồ ổng mới tường sự lại, như ông xin lỗi, ông nói là tôi không thấy nhà mở cửa rồi tôi vô tôi hỏi. Chứ tôi không có cố ý đẩy cửa vô, tôi chỉ hỏi có thầy ở nhà hay không thôi. Cái ông nói thôi khỏi kể tôi biết rồi. Nhưng mà nè, mai mốt á, có muốn tìm tôi, kiếm tôi á, thì gặp tôi dắt vô. Chứ đừng có đi ẩu vô mình vậy nghe chưa. Rồi tôi biết là thầy. Đó thì ông mới trình bày ra là tôi tới để tôi gặp thầy. Trước á, là mến mộ cái tới vùng đất này nè. Rồi làm ăn cũng mến mộ cái danh của thầy. Đó, tới để gửi thầy một ít quà, ăn lấy thảo. Đó, rồi cũng nói với thầy là thầy trò tôi á, hai bác cháu tôi là ở lại đây mua bán một thời gian, thầy xem giùm coi là đậu ghe chỗ nào nó tốt. Thì khi mà nói với ổng nghe vậy rồi, ổng gật đầu nữa, ừ chú này cũng biết chuyện á, biết điều á, thôi không sao, giờ ghe ở đâu? Ổng cũng nhận quà vậy nghe. Cái em hỏi là ghe ở đâu, thì ông Cồ cũng nói là dạ ghe đậu chỗ đó vậy. Thì ông mới đi lại, ông đi lại ông mới dòm. Cái ông mới nói không được, chỗ này ở không được đâu, đậu ghe chỗ này á, nè thấy không, đứng bên kia kìa. Đó, thì ông chỉ qua bên theo kiểu là cái đầu sông bên đây. Cái sông này thì nó nhỏ, nó không có lớn, cái sông thì khoảng chừng là 20 mấy mét bề ngang à. Ông mới chỉ qua cái đầu sông bên kia á, ông nói kìa, nhảy lởm chởm 4-5 đứa kìa, đậu ghe ở đây là tối thì thế nào nó cũng qua nó quậy nó phá à. Thì bây giờ sao, muốn tôi giúp cho ở đây á thì tôi vẫn giúp được, còn không á thì dời ghe đi cái chỗ khác, tôi chỉ chỗ cho. À, thì ông Cồ á, ông không có thấy, nhưng mà ông cũng không có dám hỏi. Con cái ông chính đứng kê bên á, ông tò mò, ông thắc mắc mà, ông mới nói là ủa thầy đứng đâu sao mà con không thấy gì, mày muốn thấy hả? Thì ông Cồ ông định la ông chính, nhưng mà con cái là có ông thầy đó đâu cũng bất tiện, cho nên là ông thầy đang nói chuyện mà đâu dám xen vô. Cái ông chính nó mới nói không phải, con không có thấy, thầy nói là có đứng ở bên đó gì 3-4 nhảy lởm chởm gì mà con giờ hôm qua bển con không có thấy gì. Thì chú em mày á, muốn thấy thì cho thấy. Thì ông nói dứt tiếng à, là bắt đầu cái ông mới lấy cái tay á, ông vẽ bùa hay gì đó các bạn, ông mới vuốt một cái, ông vuốt cái ông nói nè mày đọc theo tao nè. Thì lúc đó là tự động cái trong cái tâm thức của ông chính á, kiểu là phải đọc theo ông thầy này,
đó. Thì ổng mới đọc, ổng đọc một cái ông Chính đọc theo, thì cũng câu bùa ngải vậy đó các bạn. Rồi xong á, đọc vừa xong rồi cái ông chỉ bển nó thấy chưa, thì lúc này ông Chính quay mặt qua thấy rõ ràng ba bốn cái bóng đen nhảy qua như lợi, mà con mắt của nó như là con mắt mắt mèo mắt chó ban đêm á các bạn, xanh rờn vậy đó, nó dòm qua ghe. Trời ơi, ông Chính ông cũng gan lắm, tại vì giống như từ nhỏ ông đã có cái sự gan dạ bẩm sinh rồi. Thì ông thấy ông giật mình, ông giật mình ông cũng hơi sợ sợ nha, nhưng mà có cái là ông thầy ông dòm vô ông biết, thì ông cười kha kha, ông nói thằng này con vậy mà gan ha, gặp mấy đứa khác mà lần đầu tiên nó gặp nó thấy kiểu đó là cũng giật mình, nó la trời la đất rồi mà mày dám dòm nó thì cũng được, mày gan. Cái ông cổ mới xen vô, ông nói dạ thầy thông cảm cho, thằng cháu nó còn nhỏ, nó không có biết cái gì, nó thấy tò mò thì nó hỏi thầy vậy thôi. À, chú yên tâm đi, tôi cho nó thấy chơi cho biết thôi, chứ còn không có ý gì đâu, chú đừng có lo, thằng nhỏ này thấy được à, có lý à. À thì ông khen xong cái ông nói là rồi sao, chú quyết định chưa, ở ghe ở đây hay là sao đó. Thì ông cầu chính ông biết nếu như mà chấp nhận ở đây thì ông thầy ông sẽ làm bùa làm ngải gì đó, nhưng mà ông làm bùa làm ngải thì phải cho tiền hoặc là cúng giống như cúng tổ á, ít nhất cũng phải con gà. Cái ông cổ mới nói dạ thầy thông cảm giùm, thì con từ tôi á thì cũng đi buôn bán vậy mà mới tới giờ chưa có được cái gì hết, thôi bây giờ cho tôi ở, chỉ thầy chỉ giùm tôi cái chỗ nào để tôi ở ghe ở đó cho nó yên, chứ thằng nhỏ này nói chung mà nó cũng hơi sợ sợ. Cái ông mới nói ừ vậy được, bây giờ nè tôi xuống ghe rồi đi đi đó. Thì xuống ghe cái mới đi tới cái bến đó, ông mới chỉ, ông nói nè vô bến này đó rồi có làm ăn thoải mái không gặp gì đâu, yên tâm không có ma cỏ gì hết trơn á, ở chỗ này là chắc chắn đó. Thì lúc đó ông cổ mới dòm lên, ông dòm lên trên cách khoảng đâu cái chừng mà chỗ cái bến của ông đậu á, xéo lên cỡ chừng mười mấy hai chục thước cái có cái nhà, xéo xuống khoảng chừng 40-50 thước cái có cái nhà, cũng có nhà dân ở rồi, ông thấy cũng mềm rồi. Ông nói dạ cảm ơn thầy cho tôi ở chỗ này. Cái nói rồi xong rồi nghe, coi như là tôi nhận quà cho chú, giờ tôi giúp cho chú tìm một cái chỗ yên ổn để cho chú neo ghe mà ăn, thôi tôi đi về. Cái cảm ơn ổng này nọ xong cái ổng đi về. Ông Chính là ổng mới hỏi nói bác ba sao ông thầy này, ổng nghe nói thầy bùa thầy ngái rồi đáng sợ lắm, ít có ai dám lợi gần, mà sao thấy ông thầy này ổng nói chuyện cũng bình thường vậy bác ba, tại hồi nãy ông thầy ổng khen mà, cho nên là cái ấn tượng của ông Chính đối với cái ông thầy thì không phải giống như là những cái gì mà người ta đã kể cho ông nghe. Cái ông cổ mới nói vậy nè, thì thầy bà có người dày người khác cũng giống như người thường mình vậy thôi, nhầm người cái tính tình sởi lỡ dễ nói chuyện với nhau, còn nhầm người á thì ông hơi khó tiếp xúc, thì ông thầy này ông vậy thôi. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, tao đã dặn mày rồi, cái gì cái đừng có thắc mắc tò mò quá, hồi nãy mày thấy vậy mày sợ không? Trời ơi, sao không sợ bác ba, con đó giờ con ở dưới quê con cũng bị nhát, cũng nghe ba má con rồi ông bà con kể lại mấy câu chuyện ma. Nhưng mà nói nào nói gì, ông vừa nói xong vuốt mấy cái rồi ông về kêu ông dòm qua, thấy ba bốn cái bóng liệt được sao mà con không sợ được đó, thì bớt tò mò lại nghe mày. Rồi hai bác cháu mới làm đâu được cỡ chừng 5-6 ngày vậy đó, thì mới làm quen được mấy cái nhà bên trái bên phải đó các bạn. Thì lên trên đó mới hỏi người ta là tại sao mà nói chuyện chơi rồi ăn nhậu với nhau đó. Thì mấy ông này nói vậy nè, tôi nói cho nghe, biết làm sao mà ông thầy ông chỉ lại đây là không có cái dông cái hồn gì không? Cái ông cổ nói trời ơi, tôi mới xa tới thì ông chỉ sao ở vậy chứ đâu biết đó. Thì lúc đó cái ông chủ nhà ông mới kể, ông nói á, hồi trước á nghe, cách đây cỡ độ chừng là nửa năm á, ngay cái chỗ cái ghe anh đậu á, hồi trước cũng có mấy chiếc xuồng của bà con hàng xóm đậu đó đó, mà ta nói không có cái nào đậu được hết trơn á. Cái ông cổ mới giật mình, ủa sao mà vậy? Thì cái ông chủ nhà này mới kể, ông nói là hôm trước người ta để xuồng ở đó các bạn, người ta đi màng 3-4 chiếc xuồng cặp vô cái chỗ đó đó, chỗ đó nó trống, còn xung quanh hai cái chỗ kia thì nó ba cái dây leo dây giác rồi nó chụp xuống dưới mấy sông nè, đâu có được đâu. Thì cái bữa đó có cái anh đó, ảnh cũng nhà cũng con cháu của ông chủ nhà đó,
Anh đi về trễ đi, anh đi về trễ đâu cỡ chừng là 7 giờ mấy tối á anh mới về tới. Thì lúc mà anh về tới là cái việc đầu tiên anh cần làm là anh phải gom những cái con cá chết đem lên trên nhà cho gia đình mằng trước, rồi anh mới xuống anh gợn những con cá sống để mà đem lên rộng đó. Thì anh mới đem mấy con cá chết đem lên trên đưa cho gia đình anh là đang mằng mụn này nọ, anh ta thức dậy á, người ta thức ta chờ anh về rồi để mằng những con cá chết để thôi nó sình đó. Thì lúc đó cái anh mới lên, anh đem lên xong rồi thì cái mẹ anh mới nói vậy nè, nó con ơi con vô nhà con tắm rửa đi rồi con mặc đồ đàng hoàng đi rồi xuống dưới con hãy xúc cá, tại vì cá trong khoang xúc cũng dễ mà, đâu cần phải mình ướt vậy rồi bệnh hoạn đó. Thì anh mới nghe lời, anh mới vô anh tắm rửa này nọ xong cái anh cũng ăn tô cơm à, rồi cái anh mới đi ra, anh đi anh cầm theo cái thao với cái rộng để anh xuống anh xúc mấy con cá sống nè. Thì anh mới đi xuống dưới đó thì anh mới dòm xuống dưới, anh gặp là một cái người đang ngồi ở cái mũi xuồng của anh, mà anh muốn bước xuống cái xuồng thì anh phải đi xuống cái cầu rồi anh kéo cái sợi dây cái xuồng vô để anh bước lên, mà cái người đó đang ngồi trên cái đầu mũi xuồng thì anh mới nghĩ là chú ba chú năm chú bảy gì đó, có mấy người mà về sau hay hoặc là mấy cái người ở trong xóm này nó đã xuống, người ta đã coi xuồng, người ta bước qua xuồng ảnh, tại vì xuồng ảnh là cái xuồng mà nó gần cái cầu nhất. Cái anh mới hỏi nó, ủa chú ba hay chú tư gì đó ở dưới đó hả? Thì không có trả lời, mà cái bóng này á mới đi lợm cồm đi vô trong cái máy rèm, mà cái khoang chứa cá nó nằm ở ngoài, ví dụ như cái mũi xuồng và cái máy rèm thì cái khoang chứa cá nằm ở giữa đó. Thì ông mới đi vô, ông khom người rồi ông mới ngồi ở trong cái máy rèm á. Thì các bạn cứ liên tưởng nha, cây cầu rồi tới cái xuồng của cái anh này, hai bên là mấy cái xuồng khác mà xuồng nào cũng có máy rèm hết trơn. Mà lúc đó đó thì anh giờ anh chưa giờ có mấy cái xuồng bên cạnh, anh chỉ giờ cái xuồng của mình thôi. Cái anh mới nói ủa sao kỳ vậy ta, sao không ai trả lời hết trơn á. Thì anh mới nghĩ là chú bác rồi nó xuống đó rồi vô trong đó ngồi coi giỡn chọc chọc với anh chơi vậy thôi, hay là có chuyện nhà buồn rồi đi xuống dưới xuồng rồi ngồi chơi vậy. Cái anh cũng không quan tâm đi, anh nói trời bữa nay hỏi không trả lời nữa ha. Thì vừa nói dứt tiếng cái anh mới lấy cái đèn băng xong á, anh bước anh đốt lên rồi bước xuống đó. Thì anh bước xuống dưới cây cầu, anh cầm sợi dây anh kéo cái xuồng vô để anh bước lên, thì cái ánh sáng đèn của anh sẽ hật lên, anh gặp trời các bạn ngồi trong cái máy rèm á, nó nãy thấy cái bóng đen mà bây giờ á rọi vô thì thấy cái bóng trắng, nó ngồi nó xõa tóc ra, tóc tai nó xõa xuống vậy nè, cái mặt nó xanh chành, nó dòm anh vậy nè, nó ngồi mà nó kiểu ngồi xếp bằng á, rồi nó dòm anh trần chân 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 con mắt nó ra dòm. Anh mới giật mình, trời cái gì trời. À, thì anh vừa giật mình vậy cái anh quay qua anh dòm mấy cái xuồng xung quanh, thì ta nói cái xuồng nào mà anh trông thấy là đều có một cái bóng ngồi trong cái rèm y chang như cái xuồng của anh. Anh đâu có dám bước xuống, anh mới la làng anh chạy lên nói với cha mẹ anh là thi mau ở dưới gì đâu mà cái dông nào nó tùm lum, chứ cái xuồng nào cũng có hết trơn á đó. Thì hồi trước tới bây giờ nha, ai đi mặn á là cũng là về sớm, khoảng 5 giờ chiều là nó về, tại ban hồi đó ma dữ lắm, đi ban đêm ban hôm mà đi về trễ là bảo đảm bị, ít có ai mà không bị lắm, bởi vì ta về giờ đó. Còn ảnh thì lâu lâu anh làm về trễ á, anh cũng nghĩ không có gì, bên sông nhà mình mà. Cái anh mới kể vậy rồi cái ba má anh mới chạy xuống, đừng nói mà người này thấy người kia không thấy gì ha, ba má anh em mà anh bước xuống là dòm năm cái sáu cái xuồng ở dưới, là cái xuồng nào cũng có một bóng ngồi chứ, ngồi xõa tóc ra cái mặt xanh chành vậy đó, trợn mắt lên dòm lên trên vậy đó. Thì đợi nào mà dám bước xuống các bạn, mới chạy vô nhà đem đồ ra đứng xa xa cúng chứ đâu dám đứng gần đó. Thì cái lúc đó làm rộ lên đi, thì những cái nhà hàng xóm lân cận, nói là hàng xóm chứ đâu lân cận chứ đâu phải là nó ở kế bên đâu, cũng cách nhau 50-70 thước cái trăm thước á, đó là người ta mới túa lại hỏi cái chuyện gì. Thì cúng ở ngoài đó thì gia đình mới kêu vô trong nhà rồi cởi lại. Thì mấy ông kia mới nói trời đất ơi, mày sao quá, tao dặn mày rồi, đi về sớm mày đi về trễ làm chi, đây nè có bữa tôi nè, tôi thức sớm á. Cái ông mà trong đó ông kể, ông nói tôi thức sớm, tôi đi ra ngoài xuồng chỉ giống như chuẩn bị đồ đạc có đầy đủ chưa. Thường thường thì 4 giờ sáng tôi mới thả đi câu.
Mà bữa đó thì khoảng 2 giờ mấy à, tôi ngủ không ngơi không có được đi. Tôi mới đi xuống sớm để nhầm khi chuẩn bị đồ còn thiếu sót cái gì không chút nữa đi sớm đó, thì ổng mới đi ra. Ổng đi ra thì trời ơi các bạn, nó giống như ma da vậy đó, nó lội qua lội mấy cái sườn lẫm chẩm vậy nè. Ổng gặp là ổng xanh mặt rồi, ổng nheo mắt là ổng dán ổng dòm kỹ, bởi vì hồi đó thì cá nó rất là nhiều, nhằm khi có cá rồi rắn nó lội ban đêm ban hôm này nọ đó, rồi cái rắn lớn đó các bạn, thì nó làm chấm chấm giống như người ta lội. Nhưng mà ông đem ông đốt đèn, ông chưa có đốt được, ông chỉ lấy cái hột quẹt, ông quẹt quẹt, quẹt lên thôi, nó cái ánh sáng nó già già lên á, thì nó tôi nói các bạn ơi, nó lội lẩm chẩm cái đầu không có tóc, cái đầu chầu lóc vậy đó, mà nó ngước cái mặt nó lên thì nó trắng nhách, hai con mắt thì đen kịt. Đó, các bạn thấy ghê không? Nó chồm chồm lên mấy cái mạng sườn, nó lấy cái tay nó quào 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 lên, nó dòm lên ổng. Thì ổng bỏ ổng chạy trong nhà, đợi sáng sớm ổng mới bước xuống. Thí dụ như cái trường hợp mà hồi như thời điểm mình bây giờ á, mà gặp cái cảnh tượng đó là sáng ra người ta đã kêu thầy bà rồi, hoặc là tao đồn dậy chạy lên rồi. Nhưng mà cái ông này ông đâu có dám, im thì thôi nha, còn cởi ra là bệnh, cởi ra là bệnh liền. Mà hồi đó là thuốc thang rồi nó khó lắm các bạn, chủ yếu là đi bắt mạch rồi uống thuốc nam thuốc bắc, chứ đâu có còn mà như mình bây giờ mà hỏi một chút có đi nhà thương. Nó thành ra người ta rất là sợ bệnh, mà mấy cái dông mà nó hành cái là bệnh liền đó. Thì cái ông khác ông lại kể, ông nói trời anh thấy vậy còn đỡ hơn tôi đó. Thì mới hỏi là ông thấy làm sao. Ông nói là bữa đó ông đi về là cỡ 5 giờ chiều, 5 giờ chiều là về rồi, lọ mọ lấy đồ này nọ lên xong, bước lên khỏi cái xuồng là cũng cỡ 5 giờ rưỡi, 5 giờ 45 cỡ tầm đó. Thì ông mới lên trên nhà thì ông mới sực nhớ ra là ông bỏ quên đồ. Mà trời đó là trời tháng 10, thành ra là trời rất là mau tối. Ông mới đi lên nhà, ông cầm rầm này nọ, cái ông đi lên nhà, ông mới sực nhớ là ông bỏ quên đồ. Ông mới xuống ông lấy. Chứ mà để không vậy nhầm khi nó bắt tiện, biết là hàng xóm kế bên không ai chợ mà đó. Nhưng mà nhầm khi những xuồng ghe ban đêm ban hôm họ đi thấy mình để hớ hên vậy rồi họ lấy. Đó thì ông mới đi ngược trở xuống, ông định lấy đem lên. Thì ông mới đi xuống vậy cái ở trong cái cầu á, cái cầu mà cái ông chú này ông đi xuống gặp, ngồi trong máy rèm nè, ông xúc cá nè. Nó mới căng cái hàng ra vậy nè, nó căng hàng ra, nó đứng mà nó không có quay đầu lại giờ mỏng, nó quay đầu nó dòm qua xuống dưới mấy xuồng á, giống như là ổng đi tới thì ổng gặp nó xếp cái hàng ở trên cây cầu khoảng 4 cái bọc, mà nó xõa tóc mặc nguyên bộ đồ trắng, nó đứng nó xõa tóc vậy đó, nó xõa tóc mà nó quay đầu qua bên kia nghe, có nghĩa là ổng dòm từ phía sau tới, ổng giật mình gì trời, thì mới gì trời cái là nó quay cái đầu lại nó dòm ổng vậy nè, mà nó quay cái đầu mà cái mình nó còn y thinh, giống như cái đầu nó xoay chuyển nha, cái mình thì y thinh vẫn thấy bóng lưng, mà cái đầu nó quay qua nó nhát ổng, mà nó quay qua một cái nghe xõa tóc xuống, hai con mắt nó máu me tùm lum, chứ nó nhát đủ hình đủ kiểu rồi các bạn. Rồi ông sợ ông chạy lên cậy nó đồ đạc sao đó cậy đó, thì xây lại cái chuyện của cái anh thanh niên này nè đó. Anh nói là con xuống nó gặp, nó ngồi trong mái rèm này nọ, tôi nói trời đất ơi, mỗi lần mà định cậy á thì nó hiện hồn ra cho thấy, bởi vì đâu có dám cậy, mà bữa nay gia đình cúng kiến rồi thôi cậy luôn, mình tính cách nào đi chứ bây giờ là ở dưới bến sông của mình, mà bây giờ á nó cứ lộng hành vậy hoài sao mình sống, đi mằn về trễ cũng bị nó, đi xuống sớm để mà đi mằn cũng bị nó, tao nó cúng kiến liên tục, mà lỡ một ngày nào mình không cúng kiến rồi nó lên tới nhà rồi sao, hay hoặc là lúc nào mình làm mình mệt mỏi đi theo xuồng mình rồi mình mệt quá mình ngủ trưa nó xô mình xuống nó nhà nó nhắn mình nó lôi dò kéo dò mình chết làm sao đó. Thì thấy là người nào cũng thấy và người nào cũng là bị nhát dữ dằn lắm, cái bến là kêu bằng là nổi tiếng ở trong cái khu vực sớm luôn mà đó. Thì cuối cùng á mới xúm nhau chạy qua cái nhà của ông thầy ngải á để nhờ ổng tới xử lý mấy cái dòng này giùm. Thì ổng mới nói là bây giờ á nhà thì mua gà với lít rượu, còn nhà thì cúng cho ổng theo kiểu là cho nhiêu cho tiền ổng mua ba cái nhang đèn này nọ đó. À, còn nhà thì trái cây bông hoa các kiểu đó, thì cúng cho ông mấy cái đó là ông lợi ông làm cho. Cái tưởng đâu lợi ông làm cái gì các bạn, thì nghĩ là ba cái đồ này đem ra cúng kiến này nọ thì cái ông thầy ngải này ông sẽ sắp ra cái bàn lễ rồi ông làm bùa làm pháp làm chú gì đó, ông đánh vong chục vong này nọ. Không, tối ông ra, ông ra cái ông mới lợi lộc người ta mua sẵn, người ta để đó, người ta để lên cái bàn, ông nói ủa lợi để lên bàn chi vậy, ông hỏi vậy đó.
Để trên bàn chứ vậy? Ờ, thầy ơi thì để trên bàn để cho thầy làm lễ. Thầy dặn mua trái cây rồi gà rồi bông hoa các kiểu này nè. Rồi trứng gà, trứng gì đó thầy kêu làm lễ mà. Ừ thì làm lễ mà làm đâu chỗ này? Vậy thì dông thấy ở đây thầy làm ở đây thì tôi chuẩn bị sẵn cho thầy. Chứ giờ sao thầy? Cái ông nói trời đất ơi, vô trong lấy mấy cái bao cái gì ra đưa ra tôi đem về. Cái mấy người này mới nói: "Ủa chứ thầy không làm lễ cúng kiến chứ hả? Nè thấy gì không?" Thì lúc này ông mới nói là nè thấy cái gì không, người ta mới dòm thì mới thấy ổng là ổng cầm một cái chậu, mà cái cây đó đối với bà con thì bà con đoán là cây ngải vậy thôi chứ không biết đó là ngải gì. Cái ông nói cây cầu nè bà con giúp tôi đâu cần phải lễ lọc gì, mấy cái này để tôi đem về tôi cúng nhà tôi được rồi, cúng đâu đây, bị chỗ này mà ông cúng ở nhà ổng. Thì lúc đó người ta cũng chưa có rành cái ông thầy ngải này ông giỏi cỡ nào. Con cái ổng đã về đây sống một năm mấy trời rồi, ở mình ên trong đó là cái người mà dám ở một cái chỗ vắng vẻ xung quanh không có nhà cửa mà ma cỏ nó nhiều nữa, mà ổng nói làm thầy nữa đâu phải cái dạng thường các bạn. Thầy mà thầy giả mà ở trong đó một mình vậy là rồi không có sống nổi với mấy cái vong hồn mấy cái ma quỷ này nọ đâu. Thì người ta đã nhờ ổng rồi thì phải tin ổng thôi. Cái nói bây giờ vậy với thầy kêu giúp cái gì phụ cái gì, thì người ta cũng gom mấy cái đó gà bỏng này nọ tôi đưa cho ổng tiền bạc vậy đó. Cái ổng mới lấy, ổng lấy xong rồi cái ổng mới đưa lại một ít theo kiểu là tiền á, ổng đưa lại một ít tiền, ổng nói nè nhiêu đây đủ rồi, ổng lấy hết, ổng lấy nhiều đó. Cái ổng mới kêu á là mấy người này nè đi xuống cái cây cầu, ổng mới dắt mọi người đi xuống cây cầu, rồi ổng kêu mấy cái người mà thanh niên á trai tráng đó đi đốn mấy cái cây tre chống cái cầu ra dài thêm một chút xíu nữa, thay vì cái cầu nó từ mép nước là cái cầu cũ á, từ mép nước ra là cỡ 2 thước đi, thì ông kêu là xóc xào này nọ cắm ra khoảng là dài ra ngoài cỡ chừng là 4 thước, rồi lấy dán cầu hay cây dừa cây cao gì đó thì chắc lên để mà đi đó, thì chắc lên trên đó rồi thì ông mới bưng cái chậu cây của ông á ngãi các bạn. Thì lúc đó bà con người ta mới đốn một cái cây cao cỡ chừng nửa cái ôm người lớn nha, không tới nữa. Người ta để ra ngoài đó thì cái cầu lúc nào bắt thì nó cũng sẽ dư một khúc ra ngoài vậy nè. Mà cây cao nó tròn các bạn, để rất là khó khăn. Cái ổng mới cầm cái giọng ngải đó, ổng đem thẳng ra ngoài cái chỗ mà khúc dư á. Cái khúc dư của cây cầu á, thì nó dư khoảng chừng là 4 tấc à. Ổng mới để cái giọng ngải lên trên đó đó. Ổng để như trang vậy đó. Cái tưởng là ông để xong rồi ông sẽ nhìn lên để mọi người lấy dây này nọ cho ông cột lại, chứ cái chậu vậy mà để là bình thường như vậy thì nó ngã đổ không. Ông nói không khỏi để vậy đi rồi đó, bà con đi lên đi, xong rồi đó, để đây mấy ngày là xong. Cái bà con này người ta cũng hoang mang đó ông nội, này ông chị vong chị tà cái gì kỳ á, tự nhiên ông đem cái chậu ra ông để ngoài đó. Mà lạ một điều nghe các bạn, sóng đánh á thì ban đêm, biết rằng ban đêm là ghe cộ nó ra qua rất là ít, nhưng mà ít nhất là cũng có sóng, dù cho cái sóng đó nó không có lên được tới cái chậu, nó không lên được tới cái cây cao, nhưng mà nó thì cây tre này nọ nó sẽ phải siêu qua siêu lợi lắc hơi hơi vậy đó, nhưng mà cái chậu nó vẫn còn y nguyên không rớt. Con cái là bà con nói trời ơi, để kiểu này sáng ra là từ đường nào cũng rớt hết trơn á, ông không có rớt riết gì hết trơn á. Nhưng mà bà con nhớ nè, tôi để cái chậu đây nha, tối nay rồi tối mai và tối mốt, thậm chí là 5-6 ngày sau, thì bà con ở trong nhà có nghe cái gì á thì cũng đừng có đi ra. Cái chậu của tôi cứ ở đó để y thinh cho tôi để đây sáng tôi lại tôi lấy, tôi để đây sáng tôi lại tôi lấy, mà sáng sớm tôi mới lại lấy nha, chứ kiểu mà tinh mơ tôi không lấy đâu đó. Thì bà con nói thôi, bây giờ đã tin tưởng ông rồi, đã mời ông tới đây rồi thì bây giờ ông làm sao đó ông làm, mình từ từ rồi mình sẽ coi là có hiệu quả hay không đó. Thì trong cái thời gian đó ổng vẫn kêu mọi người là tới sáng cứ xuống đi làm bình thường, nhưng mà tối á các bạn, ổng đi về rồi á, ổng đâu có làm bữa đó, mà ổng đem mấy cái đồ người ta cúng á, ổng đem về ổng khao quân, ổng khao theo kiểu là mấy cái con ngải mà ổng nuôi á, thì nuôi đâu phải cái ngải thường, cái ngải là chứa trong linh trong á, thì ổng là đem về nhà ổng cúng. Ông cúng rồi giống như là ông sai mấy cái con ngải này á, mấy cái con ma ngải này á, lợi đó là đuổi mấy con kia đi.
đuổi mấy con kia đi. Bởi vậy là bà con ở trong đây đêm hôm người ta ngủ ở trong nhà, người người ta nghe được những cái âm thanh, mà âm thanh này lớp nào giống như kiểu mà tập trận vậy, giống như là một cái mệnh lệnh này, nói chuyện không có nghe hiểu rõ cái gì, nhưng mà nghe gào, nghe thét, rồi nghe theo kiểu là giống như là rên và sợ đó. Thì nghe thấp thoáng thôi chứ không phải là nghe rõ ràng. Mà đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng nghe mấy cái đó trận. Cái sáng ra ông đi ra, ông đi xuống lấy cái chậu lên tỉnh bờ, cái chậu không có đổ, không có đổ, không có rớt cái gì hết trơn á, là bà con người ta cũng xanh mặt rồi. Nó nói trời ơi thầy này, ông làm gì thấy ghê vậy đó. Thì đúng đâu khoảng 6 ngày ông mới tới nói với bà con nè, giờ là mấy bữa nay tôi cúng đồ của bà con đem cúng mà cũng muốn hết rồi, nói chung con gà với 1 lít rượu là tôi cúng tổ, rồi tôi ăn tôi nhậu có, mà mấy cái đồ kia này nọ là nhang đèn hương khói tôi cúng ở nhà tôi á, rồi cúng hết rồi, bây giờ là bữa nay nữa là xong nè, bà con cúng thêm lần nữa cho tôi, coi như là cái công sức của tôi làm mấy bữa nay, lại tôi cúng kiến nữa đó. Thì bà con cũng cho ổng xong. Thì tối đêm đó bà con nghe theo kiểu là rất là ít, cái âm thanh phát ra rất là ít, mà ta đâu dám ra khỏi nhà người ta dòm đâu. Đến sáng thì ổng mới lợi, ổng lấy cái chậu ngải đó, ổng đem lên rồi ổng mới lấy cái cây ngải ấy các bạn. Nói chung là lúc đó ông niệm cái gì đó, ông lấy cây ngải. Ông lấy cây ngải xong rồi mới dọc, ông cầm cái chậu không đó, ông chừa lại cái giống như là cây ngải nó lớn rồi, nó có một cái đâm ra một cái tựa con vậy đó, ông mới cắt cái tựa con đó, ông để vô trong cái cây ngải. Rồi ông làm bùa làm chú gì không biết. Ông mới kêu bà con đào một cái lỗ, ông chôn cái đó xuống. Rồi, lắp cái lỗ lại, không phải chồng mà lắp lại. Là rồi đó, ông nói đòi đây đi, ở đây đi. Đậu ghe, đậu xuồng vậy đó, cứ đậu thoải mái. Không có đứa khác nào mà lợi đây nó phá chứ. Đó thì rồi đó các bạn, từ cái lần đó thật sự bà con đi ban đêm về khuya gì cũng vậy, riết được cái chỗ đó ít xe đậu nha, nhưng mà những cái ghe chỗ khác người ta sợ, người ta bị phá này nọ đó, người ta mới lợi ta đậu ké. Thì bà con này cũng cho. Nhưng mà cái thời đó thì sau đó người ta cũng đi mặn này kia, đến phiên mà ông Cồ với lại ông Chính tới á, thì lúc đó ghe xuồng đậu còn ít rồi. Đó thì ông Cồ với lại ông Chính nghe, ông Chính ông nhất là ông Chính, ông nghe ông thấy ly kỳ quá đi. Sao mà ông thầy này ông làm hay được vậy? Cái cầu vậy mà ông để được cái chậu vậy mà nó không rớt. Trời, cái chậu đó khỏi cần để mà qua đêm vậy chứ, để chừng 5 phút 10 phút thấy rớt tới nơi rồi. Vậy mà ông để không rớt. Thì còn cái chỗ mà cái ông chôn cái ngải gì đó thì kể như là bà con đâu có hay dám mà tò mò mà đào lên. Đó. Nó thì qua cái lần đó rồi thì biết lý do tại làm sao mà đi đến chỗ này không gặp cái hiện tượng tâm linh, lý do tại sao ở cái bến này nó được như vậy. Đó thì sau đó bà con người ta còn mấy bữa sau cũng mằng ăn ở chỗ đó, rồi bà con người ta cũng kể cho nghe cái chuyện trường hợp của cái ông thầy ngải này. Người ta nói không thấy ông đi mằng, ông tới rồi ông không phát quang, ông làm rẫy làm ruộng vậy chứ ông trồng một mớ rau mớ cái gì đó, mấy cây ngải xung quanh nhà ông ngải không à, mà bà con người ta đâu có biết. Người ta nói ông trồng mấy cái cây gì đó trong chậu chậu đất một lần đó các bạn, rồi ông đào xung quanh nhà ông trồng mấy cái này cái nọ, rồi phía sau nhà cùng mới trồng một cái liếp rau để ông ăn uống gì đó, rồi xong không thấy ông mằng mụn cái gì hết trơn. Mà thầy bùa thầy ngải mỗi lần nhiều, giống như ở bên sớm người ta có chuyện tâm linh này nọ, người ta cũng nhờ mấy ông thầy bùa bên đó người ta giúp, cũng ít có ai tìm tới ổng nữa. Rồi là ông lấy cái gì ông ăn à, ông lấy cái gì ông ăn các bạn, vậy đó ông có mằn mụn gì hết trơn á. Mà lâu lâu á ông đi ông kiếm ăn, ông cứ ăn bằng cách như vậy nè các bạn. Ông đi ngoài đường vậy đó nha, cái ông thấy ai á mà khá khá là vô cái vụ gì á ông biết, mà mấy cái người mà nghèo rồi mấy cái người mà không có điều kiện kinh tế rồi đó, đi mằn thuê mằn mướn này nọ cực khổ rồi đó thì ông không có lợi nha. Còn mấy cái nhà mà khá giàu và đặc biệt là những cái người mà hách dịch này nọ đó thì ông hay ghé thăm lắm, còn những cái người mà giàu mà hiền lành này nọ thì ông không làm gì tới chứ. Đó giống như cái trong nơi sớm có cái cậu đó kêu bằng cậu ấm đi. Cậu ấm này là con của gia đình giàu mà,
cậu đi ra đi vô rồi ha, cậu cũng nói chung là không đến nỗi mà tàn bạo hay là đáng ghét gì, nhưng mà cái kiểu ăn nói là cũng là hơi lỗ mãng, chứ không đến độ là quá hỗn láo gì các bạn, hơi lỗ mãng thôi, nói chung cũng bình thường chứ không có đến độ gì quá. Cái cậu đó cậu cưới vợ, cậu ấm nó cậu cưới vợ rồi, giờ bên vợ cậu cũng rất là giàu đó, thì hai vợ chồng sống chung với ông bà cha mẹ trong nhà. Cái ông thầy bùa này nè, ông mới đi ra ông dòm dòm sao đó, thì ông biết là cái gia đình này sắp gặt luôn, gặt ba cái lúa với lại ba cái đồ vườn này nọ đó, coi như là nguyên cái xóm lớn vậy đó, được những mấy nhà có làm ruộng à, mấy nhà kia người ta làm cây ăn trái rồi không à, mà dạo nhà này giàu có làm thêm mới ruộng nữa, mà lúa một lần là rất là quý nha các bạn, lúa gạo là quý lắm. Thì ông biết là sắp vô mánh rồi ha, ông ra ông dấm ông dòm rồi, ông thấy nó là mùa màng năm nay là cũng bội thu rồi, gia đình này cũng khấm khá rồi, ngon lành rồi. Cái cô con dâu á là cái người ở cái xứ khác rồi cưới về, thành ra là cái cô dâu đó nhà có cũng giàu rồi, có về bên đây rồi có sinh sống rồi, có biết mấy người gần gần đây thôi, chứ kiểu mà như ông thầy ngãi rồi có đâu có biết đó. Thì ông mới đi lợi nhà đi, mà ông đứng ngoài nghe chứ không có vô nhà, ở ngoài vậy đó. Mà bữa đó là không có cái ông chồng ở nhà, cái ông mới kêu ông nói cô ra đây tôi hỏi thăm cái cô ơi. Thì cái cô vợ nè cũng mới dòm ra ngoài, thì thấy cái ông này á ăn mặc cũng rất là tươm tất, lịch lãm, tại vì cái ông thầy ngãi này ông ăn mặc theo kiểu là nhìn vô nói ông nhà giàu không các bạn, ông thích ăn mặc vậy đó. Cái cổ mới tưởng là người nào quen với gia đình mình cũng sang cả này nọ nè, cổ mới đi ra, cổ đi ra cổ mới hỏi là ủa chú ơi, chú tìm ba má chồng con hay là tìm chồng con? Thì ông mới nói ủa vậy chứ thằng ấm nó đi mằng chưa về hả? Dạ chồng con đi coi người gặt lúa này nọ với lại hái trái cây ở ngoài vườn ở trong đồng. Cái em nói ừ vậy sao? Rồi ba má chồng cô có trong nhà không? Đó thì cái cô này á cổ mới nói là dạ có. Ờ vậy thôi kêu ra tôi nói chuyện chơi. Ông nói vậy đó, xong rồi cái cô này cổ mới đi vô trong nhà, cổ mới kêu ba má chồng mình ra, nó ba má ơi ở ngoài trước có cái ông nào ông Lợi, ông đứng ngoài trước mà con kêu ông vô nhà không có vô, ông nói là ba má đi ra nói chuyện chơi gì đó. Thì vợ chồng cái ông này mới đi ra gặp thầy ngãi, biết thấy ông đi qua tới nhà ông gặp vậy đó, thì kiểu mà lúc đó thầy bà người ta cũng được rất là nhiều người nó vừa sợ mà vừa theo kiểu là kính nể á, cho nên là gia đình ông này giàu mà vẫn đi ra. Ủa thầy hay quá, kiếm có gì vô nhà chơi thầy. Nó thôi chú ơi vô nhà thôi đi anh ơi, vô nhà gì tính hỏi anh năm nay mùa màng sao rồi làm ăn tốt ha. Thì trời thương chú ơi, năm nay màng cũng được nhiều cái tốt. Thì ông mới nói như vậy, ông nói nhưng mà nè, thường á là vong hồn này nọ đó họ thấy là cái mùa này là cái mùa mình vô mánh nè, người sống mình vô mánh nè, tiền bạc rồi ruộng lúa này nọ, đến cái mùa thu hoạch thì thường thường mấy cái dông họ hay họ tới họ xin xỏ, mà bữa nay á lại là cái ngày mà rằm, cho nên á là tối nay á khả năng là họ sẽ đi ra đi vô chỗ này nè. Ông chỉ cái phía là cái cửa chính á, tại vì cái lúc mà ông đứng cửa cửa bên hông, ông nói nè sẽ ra vô chỗ này nè, cho nên là con cái này nọ đi về á nha, đừng đi cửa chính này vô trong mấy ngày rằm này, đi đi ngang đầu ngang cổ họ nó không chịu đâu, tôi tới tôi nhắc nhở vậy thôi. Đi đi đường bên kia kìa, đi cái hông đi vô á. Thì ông nói xong cái hai vợ chồng cảm ơn ổng, mời ông vô nhà thì ông không vô. Ông nói thôi sao tôi đi, tôi sẵn tiện tôi đi ngang tôi nhắc nhở vậy thôi chứ thôi tôi đi. Cái ông mới đi thì hai vợ chồng mới đi vô trong nhà, nói với con dâu á, con cái ông này nè là cái ông thầy ngãi nghe con nhớ là mày mốt ổng có tới này nọ đó, thì con đừng có ăn nói mà mắc mắc lòng ổng nghe, nói chung mắc lòng mấy cái người này không 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 có tốt đâu con ơi. Cũng chỉ với cô con dâu như vậy. Xong thì cái cô con dâu á
cái cô vợ nè có thương chồng, giờ ba má cổ luôn cũng là thương con trai, thành ra là mới như, thí dụ như chiều có 5 giờ là cái anh chồng anh về đi, cái cậu ấm nó cậu về đó, thì gia đình mới đi ra cái cửa bên hông, đi ra nhẹ đi ra mới đứng ngoài đó ra đợi anh về. Đợi anh về nó con đừng vô cửa chính, con đi vô cái cửa sau này nè. Đó, ông thầy ngãi nói vậy vậy đó. Thì cậu ấm này cậu cũng như là bình thường đó, con cái là nhầm khi cậu sống thì cậu hơi có con cái là hơi ngang một chút xíu. Anh nhưng mà cậu vẫn nghe, cậu nói dạ cậu đi vô. Là ông bà đi vô đường này thì cậu này nè. Cậu này cậu mới đi vô, cậu đi vô ngay cái cửa sau. Mà cái cửa sau á là cái ông thầy bùa ngãi này nè. Ông vẽ bùa rồi á. Ông vẽ bùa ngay cửa đi vô á. Mà cửa sau á, còn cửa chính là không được. Cái cửa chính của nhà cửa người ta có tổ tiên đàng hoàng này nọ, đâu có làm bùa được. Mà thí dụ như cái cậu đó ngày nào cũng đi ra vô cửa chính á, thì cái bùa của ông không có linh. Ông kêu đi cửa sau. Đó, thì cái cậu này cậu đi cửa sau. Cậu đi cửa sau vô thì cái bùa ông dặm ở dưới chân á, ông vẽ bùa ở dưới cái chân ông á, là ngay cái đường đi vô, thì cậu này cậu đi vô thì cậu sẽ đạp lên cái đó, đạp lên cái chữ bùa của ông, đạp lên là dính liền, dính bùa ông liền. À, thì mà ông đâu có làm cho mà lâu đó, ông đợi cho xong ha, xong hết trơn mấy ngày sau đó, 7-8 ngày sau á, ruộng đồng rồi xong hết trơn rồi, ở đây ông mới khiển bùa nè, như là đợi cho cái gia đình nó làm xong hết trơn rồi cái ông ngồi đây ông khiển bùa. Ông khiển bùa thì ông làm cho cái cậu ấm này á, ta nói ở trong nhà thì thôi, mà bước ra khỏi nhà gặp dông đứng khự đường hết chứ. Dòm ra sau bếp nhầm cái cơm là dòm ra khỏi nhà cái là gợp gợp ra dông nó đứng khự đường vậy chứ. Cái ông mới đi qua. Ông đi qua mà ông đi ngang thôi nha. Ông đi ngang cái ông đi cho nhớ là cho gia đình này biết là phải mời tôi đó, ông làm vậy đó. Ông đi ngang thôi mà cứ mỗi lần mà gia đình mà bước đi ra cái định kêu ông cái là ông khuất bóng rồi. Ông hay vậy đó. Cái gia đình mới ngồi suy nghĩ nói: ủa sao kỳ, bữa đó ông mới qua mà bây giờ mấy bữa nay là gia đình mình gặp chuyện tâm linh rồi. Đó, thì cũng đó là gia đình đã nghi rồi, nghi cái ông thầy bùa này ông cũng làm cái gì rồi. Nhưng mà đâu có chứng cớ gì đâu mà nói ông được. Con cái mà ông là ví dụ như ông không có đi thì cũng phải là ông không có làm cái ếm bùa gì đi thì cũng phải qua nhờ ông để ông giúp. Còn lỡ như ông có làm, ông là cái người hạ bùa thì kể như là cũng phải cần ông gỡ bùa. Đó, thì gia đình của ông này mới đi qua bên nhà ông. Thì đâu có dám nói là tôi nghi ngờ vậy, nói là con tôi nó bị trường hợp vậy. Ờ vậy hả? Rồi sao hôm qua kêu tôi sớm? Ông nói như tỉnh bơ vậy đó các bạn. Cái ông mới đi qua. Ông đi qua ông nói rồi không có sao nè. Ông xóa cái bùa. Ông xóa cái bùa của ông rồi bắt đầu cái ông vô ông cũng làm bộ này nọ chút xíu rồi xong rồi ông kêu rồi đi ra đi. Bữa đó tôi nói là đi ra vô cửa sau là yên rồi. Rồi mấy bữa sau đi cửa chính đi, mắc mờ gì đi cửa sau hoài. Đó, ông nói vậy. Ông nói vậy xong thì gia đình cũng nghe. Nghe cho đi cửa chính mấy ngày là ông thu bùa lại là hết rồi. Thì đương nhiên cúng cho ông mớ. Rồi gà, rồi rượu, rồi thậm chí là gia đình ta giàu mà. Rồi ông giúp được vậy không cần biết là ông có yếm bùa hay không. Nhưng mà ít nhất là ông đã giúp được cho con tôi rồi, khỏe mạnh là bình thường rồi. Rồi ông thầy Hải này ông hay. Thì gia đình ta giàu mà nó cúng nhiều. Nó cúng nhiều cho ông. Thì ông mới lấy. Ông lấy nha. Nhưng mà không có xài hết mấy cái đó. Ông lấy một phần theo kiểu là bùa ngải ổng, thì lúc mà ông làm bùa nó cũng tốn kém, mua nhang đèn các kiểu rồi ông nuôi con ngải đó, nuôi con ma ngải đó thì cũng phải cúng cho nó ăn nó mới làm được chứ. Thì cúng xong rồi cái ông mới lấy mớ, ông cho mấy cái nhà nào mà người ta giống như là trong cái hoàn cảnh tới cái lúc mà thu hoạch nè, mà người ta đang kiểu bệnh hoạn này nọ đó, bệnh thông thường đó các bạn, rồi không có sức đi làm, rồi đói. Đó thì ông mới đi qua ông mới cho. Ông cho người mớ vậy đó. Đó, rồi cái ông mới đi qua ông nói với cái ông nhà giàu này nè, thôi năm nay vô mánh vậy rồi thôi làm phước đi. Ông nói câu tỉnh bơ vậy đó thì đi về. Thì ở đây gia đình ở đây cũng dư giả rồi, năm nay cũng vô mùa rồi, cũng lấy ra mớ cho mấy cái người nó khổ. Nó thành ra là mặc dù cái ông thầy bùa này á, ông chơi chiêu, ông chơi nhiều cái cách mà giống như ông tự biên tự diễn á, thì bên cạnh đó cũng có những trường hợp ông giúp người ta để mà hóa giải cái việc tâm linh. Con cái siêu cho cùng á, thì bà con ở trong xóm này không có ghét ông. Từ từ biết được ông không có ghét ông. Con cái là lợi nhà ông kiếm mà ông là phải đợi ông dắt vô nha. Thì sau đó đương nhiên các bạn, cái gì cũng vậy,
Mặc dù là ông thầy bù ông giỏi, ông thầy ngải ông giỏi, nhưng mà một khi á ông đã có những cái lối suy nghĩ là theo là tự biên tự diễn như thế, thì cũng chính những cái đó nó làm cho ông phải chạm mặt với những cái ông thầy bùa khác. Và chạm mặt như thế nào và kết quả thế ra làm sao thì Bảo mời các bạn cùng lắng nghe vào tập sau. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, chúc mọi người có một đêm ngon giấc.